Đây nhá, đầu tiên sẽ có hai đầu để thả cần tháo ra này. Đây có một ốc này, đây một ốc này. Đầu này thì sẽ có hai ốc, đây một ốc này, đây một ốc. Và mở cái dây ra, kéo dây ra phía ngoài này. Đấy, đầu tiên em sẽ tháo bên này trước. Vặn ốc ra này. Đầu này cũng vặn ốc ra này. Đây này, anh xoay về đúng chiều đúng đấy này. Đấy, một tay anh cầm cho em như thế này nhá. Đây, lắc lắc này ra này. Đấy, xong hạ xuống. Hạ xuống. Chiều này thì sẽ cầm như này. Cầm này, cầm như này. Đây, cầm như này. Lắc lắc ra, đấy, ra được cái này. Đấy, nhấc cũng trống ra. Đây, mực nó sẽ bám vào đây thì anh có chủ lông anh xin sạch cho em phần tất cả phần mực ở đây này. Xin sạch đi. Lấy chổi lông quét xong rồi lấy cái rẻ lau sạch cho em phần này. Đấy, nó bẩn này. Đấy. Về phần trống này. Phần trống thì anh sẽ đây nó sẽ có một cái cá nhựa này. Cái này tôi biết anh lại ra này. Lại ra. Nhấc ra. Gói cái trống này cẩn thận nó để ở đây để ở đâu đấy cho em. Có hai phần mình cần phải làm này. Đầu tiên là cái thải trong cái phần này. Và đầu tiên là xem ở trên cái trục sạc này nó xem nó có bẩn không. Nó bẩn thì anh lấy cho em một cái rẻ ẩm thôi nhá. Lau sạch cho em cái bề mặt của cái trục cao su này, lau sạch. Và đổ cho em toàn bộ cái thải đi, đổ đi. Khi đổ thì anh phải giữ cho em hai cái đầu này. Lấy tay giữ hai cái đầu này. Và anh đổ úp xuống. Đây đổ như này. Lắc lắc như này. Đấy, sẽ xuống hết thải. Đấy, mình sẽ đổ hết cái thải đi. Vệ sinh sạch cho em một chục này. Cẩn thận nó tuột ra này rồi. Đây. Dù cái chục này nó bẩn thì lấy cái dây ẩm để lau giúp em. Lau sạch nhưng mà khi mà lau dây ẩm xong rồi đợi nó khô xong thì bắt đầu lắp trống. Đây lắp trống. Lắp trống thì cái đầu bánh răng thì nó nằm trên bên cái trục trắng này. Cái đầu bánh răng nó sẽ nằm bên trục trắng này. Lắp đầu này trước. Đấy, lắp đầu này trước. Đẩy đầu này sau này. Lắp cá này. Lắp cá phần quay, phần cái cá ngựa quay lên trên này. Đẩy vào. Đấy. Khi mà lắp cái cụm trống này vào nhá thì anh để cho em đây. Nó sẽ có một cái cá ở đây này. Thì nó sẽ khớp vào đây. Khớp vào vùng này. Đây, anh nhìn này, anh để nhá. Đấy, cá này. Để khớp vào này, đặt xuống này. Đấy, lắp cái này. Lắp cái này thì nó có cái phần bi này. Bi này sẽ vào cái phần đây. Anh giữ một đầu bên này xong anh đẩy cái này vào ra. Đây, nó trượt, chật với cái này. Lắp vào này. Quay phần này lên này. Đấy, kịch cái được. Sau khi lắp xong phần này thì sẽ lắp phần này. Phần này thì nó sẽ có hai cái điểm, điểm trục này và điểm trục này. Thì anh lắp điểm trên trước này. Lựa cái phần trục này nó vào đúng cái này. Đây, phần trục này vào đúng cái chỗ khuyết vào nữa này. Đấy, kịch cái sẽ được. Bắt đầu vào. Đấy, xong mặt nắp cái dây rồi mà. Nắp lại là bình thường là được.